Xin chào các bạn, Nga tuyên bố đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Voleda, thành trì chiến lược của Ukraine ở Donetsk. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các khu vực phía nam, phía tây và phía đông của Voleda, Nga gọi là Oleda, khiến cho Ukraine chỉ còn nắm giữ phía bắc của thành phố. Quan chức thân Nga ở Zaporizhia, Vladimir Rogoz, nói với TASS hôm ngày 1 tháng 10. Quan chức thân Nga ở Zaporizhia, Vladimir Rogoz cho biết, Nga đang tiến vào Voleda và đang nắm giữ khu vực phía tây, phía nam và phía đông. Ukraine vẫn ở phía bắc và khu vực đang bị tấn công. Đêm qua, pháo binh và hệ thống tên lửa phóng loạt đã tập kích vào các vị trí của quân đội Ukraine. Theo ông, Ukraine đang rút lui một cách hỗn loạn khỏi khu vực này. Con đường duy nhất mà họ có thể rút lui đang bị Nga pháo kích, ông nói thêm. TASS dẫn nguồn tin nói rằng nhiều binh sĩ Ukraine ở khu vực đã buộc rời bỏ vị trí vì đà tiến của Nga quá nhanh. Tuy nhiên, khi họ cố rời đi, UAV và hỏa lực của Nga trở thành mối đe dọa lớn. Nga đang tiến vào từ các sườn, tấn công bằng cách bao vây từ nhiều hướng. Trong những ngày qua, Nga đã gửi lực lượng chính quy và lực lượng đặc nhiệm để tăng viện cho khu vực. Theo ông Rogoz, Nga đã cắm cờ lên một số cao điểm do họ kiểm soát ở các khu vực tại Voleda. Voleda nằm cách thành phố Donetsk khoảng 60-70 km về phía tây nam. Thành phố này là một phần quan trọng trong tuyến hậu cần quan trọng ở Donbass và vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Nếu giành được Voleda, Nga sẽ đẩy Ukraine lùi ra xa thủ phủ của vùng ly khai Donetsk và giảm số lượng các cuộc tấn công của Kiev vào Yenilovka và vùng ngoại ô Volnovakha. Theo các chuyên gia, Voleda đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động phòng thủ phía đông của Ukraine. Bằng cách giữ vững khu vực này trong hơn 2 năm, các đơn vị Ukraine đã có thể kiềm chế một lực lượng lớn của Nga và gây ra tổn thất đáng kể. Điều này cho phép Ukraine tăng cường phòng thủ ở khu vực Bakhmutka và ngăn chặn các cuộc tấn công trực diện của Nga ở gần Novohorodysk. Nếu Voleda thất thủ, đây sẽ là thành tựu quan trọng trong hàng đầu trên chiến trường của Nga kể từ khi Moscow kiểm soát được Avdiivka vào tháng 2. Từ Voleda, Nga có thể tiến tới Bakhmutka và Kurakoskoye một cách dễ dàng, tạo ra thế vây bọc các tuyến huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donbass. Trong thời gian qua, Nga đã đạt được đà tiến nhanh chóng ở Voleda nhờ chiến thuật tiêu thổ. Nga sử dụng ưu thế về bom lượn, đồng thời kết hợp UAV nhiệt nhôm nhằm phá hủy tất cả các khu vực mà binh sĩ Ukraine có thể ẩn nấp, từ đó mở đường cho bộ binh Nga tiến lên. Trước đó, Telegraph đưa tin hàng trăm binh sĩ Ukraine có thể đang bị mắc kẹt bên trong Voleda khi lực lượng Nga hoàn tất vòng vây và tăng tốc tiến gần về khu vực chiến lược này. Từ chiến trường thực địa, một binh sĩ Ukraine cho biết các tuyến đường sơ tán ra khỏi Voleda đã bị cắt đứt, trong khi thực phẩm, đạn dược và nhiên liệu đang cạn kiệt. Voleda nằm cách Donetsk khoảng 60-70 km về phía tây nam. Thành phố này là một trung tâm hậu cần quan trọng của vùng Donetsk và lâu nay vẫn nằm dưới ảnh hưởng của Kiev. Với việc kiểm soát Voleda, các lực lượng Nga sẽ đẩy quân đội Ukraine ra xa thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và giảm số lượng các cuộc bắn phá của Kiev vào Yenilovka và vùng ngoại ô Volnovakha. Ngoài ra, việc Nga kiểm soát sẽ làm tăng áp lực lên nhóm chiến đấu Kurakovo của Kiev và các điểm hậu cần dẫn đến thành phố Zaporizhia, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho quân đội Nga tiến về phía Zaporizhia và Kurakovo, nơi được sử dụng để cung cấp cho các nhóm chiến đấu Zaporizhia và Bakhmutka của quân đội Ukraine. Tầm quan trọng của Voleda. Theo thống kê của chính phủ Ukraine, Voleda là nơi sinh sống của 14.000 người trước chiến tranh. Con số đó cho tới nay chỉ còn lại hơn 100 người, chủ yếu sống trong các hầm trú ẩn. Thành phố này về cơ bản đã bị phá hủy. Mặc dù vậy, việc mất Voleda vẫn sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine. Nằm cách Bakhmutka 50 km về phía nam, Voleda thường được quân đội Ukraine coi là một pháo đài. Thành phố này là tâm điểm trong một cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng qua của Nga. Voleda có tầm quan trọng chiến lược bất thường vì địa hình cao và vị trí gần ngã ba của hai mặt trận chính ở phía đông và phía nam Ukraine. Kể từ tháng 8, quân đội Moscow ở miền đông Ukraine đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất trong hơn 2 năm qua. Không hề chậm lại, mặc dù lực lượng Ukraine đã bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Việc mất Voleda sẽ gây ra mối đe dọa cho sườn phía nam của Bakhmutka, một thành phố khác mà Ukraine đã phải vật lộn để kiểm soát khi Nga tấn công liên tục. Có khả năng tổn thất của nó có thể đe dọa an ninh của toàn bộ phần phía tây nam chưa bị chiếm đóng của tỉnh Donetsk. Federico Bosari, một thành viên tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, CEPA, nói với Kiev Independent hồi đầu tháng 9. Khi Nga đang tiến quân rất nhanh từ phía đông về Bakhmutka, các lực lượng Ukraine cần ngăn một diễn biến tương tự từ phía nam để tránh nguy cơ bị bao vây, ông Bosari nói. Nga từ lâu đã nói rằng mục tiêu của họ là tỉnh Donetsk, trong khi Voleda là một trong những thành phố cản trở điều này. Theo ông Dmytro Zmailo, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraine. Ukraine cách chức đồng loạt 4 thứ trưởng quốc phòng.
Rostemomerov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã tuyên bố cách chức 4 trong số 8 thứ trưởng của mình. Ngày 1 tháng 10, ông Momerov cho biết, tôi đã ký một văn bản gửi nội các bộ trưởng chính phủ Ukraine về việc sa thải các thứ trưởng Bộ Quốc phòng sau đây. Stanislav Schneider, người sẽ chuyển sang vị trí tránh văn phòng bộ trưởng. Oleksandr Sohai, Yuri Dahihi và Lyudmila Darahan. Bộ trưởng Omerov nhấn mạnh nhu cầu về sự rõ ràng và kiểm soát trong bộ, đặc biệt là trong thời kỳ thiết quân luật. Hệ thống Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng vũ trang, Tổng cục Tình báo và cơ quan đặc nhiệm vận tải nhà nước là một vành đai khép kín trong thời kỳ thiết quân luật, ông Omerov viết. Điều này có nghĩa là tất cả các quy trình bên trong phải rõ ràng và được kiểm soát. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tác động đến chúng, dù là bên ngoài hay bên trong, đều không thể chấp nhận được, ông nói thêm. Omerov cho biết các cuộc bổ nhiệm mới sẽ sớm được công bố. Ông cũng tiết lộ kế hoạch cải tổ quy trình mua sắm quốc phòng, một phần của việc cải cách toàn bộ hệ thống quốc phòng. Doanh nghiệp nhà nước Space Technology Export, STE, sẽ được chuyển từ Tổng cục Tình báo sang Bộ Quốc phòng. Umerov cũng tiết lộ những cải cách đang diễn ra trong các cơ quan mua sắm vũ khí sát thường và phi sát thường, điều chỉnh chúng chặt chẽ hơn với các tiêu chuẩn của NATO. Các bàn giám sát cho các cơ quan này sẽ sớm được thành lập với các bản đệ trình lên nội các bộ trưởng dự kiến trong tuần này. Ukraine phản hồi đề xuất đổi lãnh thổ lấy hòa bình. Ngoại trưởng Ukraine nêu quan điểm của Kiev sau khi đề xuất nhượng lãnh thổ lấy hòa bình với Nga sau hơn 2 năm xung đột. Trong tuyên bố hôm ngày 1 tháng 10, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha nhấn mạnh sự cần thiết của việc đòi hỏi trách nhiệm đầy đủ của Nga và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, bao gồm cả Crimea, thay vì tìm kiếm sự thỏa hiệp về lãnh thổ. Nếu không là như vậy, đó sẽ là một cuộc chiến tranh bị trì hoãn. Châu Âu không thể xảy ra vùng xám hoặc xung đột đóng băng, ông Sybiha nhấn mạnh. Ngoại trưởng Sybiha cũng nhắc lại công thức hòa bình của Ukraine, gọi đây là con đường duy nhất để đạt được hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine và lục địa châu Âu. Tuyên bố của nhà ngoại giao Ukraine được đưa ra sau khi Financial Times ngày 30 tháng 9 đăng một bài báo cho rằng các quan chức Ukraine được cho là đã cởi mở hơn trong các cuộc thảo luận với các đối tác phương Tây về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng. Bài báo cho biết, một thỏa thuận ngừng bắn như vậy sẽ cho phép các lực lượng Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát, trong khi Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh thực sự. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine đã phủ nhận thông tin do Financial Times đưa ra nhấn mạnh rằng Ngoại trưởng Sybiha trong các cuộc họp kín đã khẳng định không thể chấp nhận các thỏa hiệp về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu khẳng định rõ quan điểm không nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Theo Tổng thống Zelensky, tính đến cuối tháng 8, Nga đã kiểm soát khoảng 27% lãnh thổ Ukraine. Các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine được quân đội Nga kiểm soát một phần. Nga tuyên bố đã sáp nhập toàn bộ lãnh thổ và các khu vực này mặc dù không kiểm soát hoàn toàn. Moscow cũng kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine sau khi sáp nhập khu vực này vào năm 2014. Nga đã kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ này như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này. Ukraine cho biết các cuộc đàm phán hòa bình nên được tổ chức dựa trên công thức hòa bình 10 bước của Tổng thống Zelensky, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga ra khỏi Ukraine. Tổng thống Zelensky mới đây tuyên bố cuộc chiến có thể sắp kết thúc sớm hơn nhiều người nghĩ. Ông nhiều lần bác bỏ ý tưởng về việc nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Về điều này, trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuần trước cho rằng một thỏa thuận buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột là sự đầu hàng, không phải hòa bình. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine chỉ kết thúc khi đạt được các mục tiêu đề ra bằng cách này hay cách khác. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.